tử. Tiểu thư, trong tình cảnh này mà được hơn gọi tôi là công tử, sao tôi thấy nó chua chát quá. Công tử còn giận? Tôi đâu dám giận, mà làm sao tôi giận được. Trước tâm chân tình cao cả mà tiểu tơ đã dành tặng cho một kẻ đã xa cơ. Đã chạy thân lưu lạc giữa phong trần, trong cuộc đời giả trá bạc đen, chính nhục đã quá nhiều. Tôi vẫn còn có tiểu thơ là một khách chi âm, cư xử với tâm chân tình, xóa dịu niềm đắng cay. Nên tôi đầm đầm hớp hận, xin cứ nặng lời mỉa mai. Em cuối mặt đợi chờ, những quốc hồn của ai. Tiểu thơ ơi, tôi còn mang nặng nợ, ơn nghĩa tiểu thơ đáp tạ mấy cho vừa. Tôi muốn nói sao cứ nghẹn lời, biết đến bao giờ mới trả xong. Úp bơ bao vẹn không bị lép với lem lem hạ. Team Super, hạt bạc sáng chắc, vụ mùa bội thu. Em không dám sách học đòi với cha nghĩa phụ ngày xưa, đã cắt tóc bán lấy tiền tiếng chồng lai kinh thiên. Đây mới hành trang trang chứa một thông tình, và số bạc mòn đã chất chiêu trong những ngày nắng mưa tầng tao. Em xin chân chồng trả tay ân cần đưa tiền kẻ đắng trên. Mình vẫn chăng đôi tay, còn đây chiếc áo lụa kết bằng tơ tâm sự, mà đêm từng đêm thầm.
thầm cầu mong cho ai được chữ công danh. Chảnh hình dung bóng ai chập chờn bên bếp lửa, có gió rơm lá thu vào để sưởi học kinh thi. Miệng đọc sách gian gian tay lúa đập mùi, em cố dở cho rồi chiếc áo hồ cho kịp bụi lai kinh. Thank you.